Hello nha anh em. Thứ bảy cuối tuần vui vẻ nha anh em ơi. Chúc mọi người ngày mới nhiều niềm vui ha. Sau đây em cũng cập nhật xe ngày mới như thông lệ. Anh chị em mình quan tâm xe nào thì liên hệ bên em để mình biết thêm chi tiết thông tin xe để mình chốt luôn nha anh em ơi. S10 một càng xe nhiều lắm luôn mọi người ha, nhà hết đường đi luôn. Rojan sườn lốc zin hải quan chính ngạch tê tái á, xe đã máy chạy tê tái ha. Alpha 100 chưa đổ xăng nè, 2.8 Subaru ha, giá ếch Sukitan này cấp 84 ha, nguyên zin luôn, dĩa đít tím ha, dĩa tím này cái máy dữ lắm anh em ơi. Xe bắp đi hổm gầy đó, thấy sợ nó hư rồi rửa cắt, lấy xe cắt đi, cái này dễ xe ga nè ha. Quýt 3 màu hồng còn rất là mới luôn, đất hoa này cũng mới chắc, màu xám này 2021 ABS. Quadrio này 125 nha anh em. Cái giá 125 tầm 3 ngoài triệu anh em ơi. Cả 36 triệu là ở đây có xe ha. 36, 38 tùy theo xe đi ít hay là đi nhiều á. Này hai càng, này giá cực tốt. Bây giờ 60 cả hồ sơ luôn, chiếc xe mà chất zin nguyên như xe này là anh em mua khó đâu khó lắm nha anh em. Này 2.9 nè, một càng. Giá trình điên nha mọi người. Giá trên điện nha mọi người. Cái full LED này anh em alo nha anh em, cấp điều chỉnh giá cho nó phù hợp. Mấy cái này giá cũ, giá lúc xe nó còn cao. Mười nhiều ha.
Jupiter V màu đỏ nè ha, nhìn quá đẹp. Cái trên 10 này 39 triệu. Máy zin ha. Máy zin, áo zin, bắt lại cầm này. Này hai chiếc full X. Cái này 209 nè, này 207 110. Siêu út bạc nó không có bán vậy nè. Hôm qua chung với mấy chiếc nợ với da B nè. Nhảy bài coi. Nhảy bài coi. Má em dặn là